Con hay nghe pháp một tu sĩ bên Phật giáo phát triển. Vị này có bằng tiến sĩ và nổi tiếng. Khi vị này giảng về sự kiện Mục Kiền Liên khóc khi thấy mẹ khổ, dù chứng A-la-hán, bản thân con dù không tu học gì cũng thấy vô lý, mà vị tu sĩ lại giảng như vậy trước đám đông. Con muốn hỏi nếu vị ấy không biết mà giảng thì sẽ bị nghiệp gì? Biết sai mà vẫn giảng thì là nghiệp gì? Một sự kiện là mình phỉ báng một vị A-la-hán, thì á, khi mình phỉ báng thì mình sẽ tạo nghiệp phỉ báng một vị A-la-hán. Còn cái chuyện là mình biết hay là mình không biết thì mình vẫn chịu nghiệp đó như thường. Không có nghĩa mình không biết, không có nghĩa là nghiệp mình nó sẽ nhẹ hơn, mà ngược lại có khi nghiệp mình nó sẽ nặng hơn. Ví như cái người mà không biết là trong ổ có điện, họ chọt tay vào thì điện cũng giật, như là người biết ổ có điện mà cố chọt vào thì vẫn giật như thường. Nhưng mà sư thì sư tin là bản thân vị này nếu biết thì chắc không dám đâu. Tại nói thiệt, cái nghiệp mà phỉ báng A-la-hán nó nặng dữ lắm, cho nên là nếu biết chắc không ai dám làm. Thành ra đó, sư vẫn luôn mong mỏi là chánh pháp á, sẽ được lan tỏa và ngày càng có nhiều người biết về chánh pháp. Nhờ như vậy á, chúng ta sẽ đỡ những chuyện như là vô tình phỉ báng Đức Phật, phỉ báng Thánh Tăng mà mình không ý thức được điều đó. Thành ra đó, mình có lòng thương chúng sanh á, thì mình ráng mình hoằng dương chánh pháp. Chứ còn đôi khi mình nói người ta không hiểu, người ta cứ nói mình tranh cãi, thì nói thật là bản thân sư riết cũng mệt mỏi, không có thời gian. Cho nên cứu được ai thì cứu thôi, còn ai không nghe thì thôi, mọi chúng sanh có nghiệp của mình.